Cụ bà 90 tuổi được Chúa chỉ định tiên tri. Thế chiến thứ ba bắt nguồn từ một siêu cường quốc và một quốc gia nhỏ. Một cụ bà 90 tuổi đã vô tình nhìn thấy viễn cảnh về ngày tận thế của thế giới trong tương lai. Bà đã dự đoán rằng chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra dưới sự xúi giục của một siêu cường quốc và một quốc gia nhỏ khác không được chú ý đến. Liệu những lời dự đoán này có phải là sự thật? Một sự trùng hợp bất ngờ là cuộc chiến ở Ukraine đã diễn ra được từ tháng 2 năm 2022 đến nay vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí ngày càng khốc liệt hơn. Cả thế giới đang quan tâm đến cuộc chiến này với sự quan ngại sâu sắc rằng liệu thế chiến thứ ba sẽ thực sự xảy ra và cuộc chiến này sẽ gây ra thảm họa gì cho nhân loại. Ngày 3 tháng 3 năm 2023, trên một số trang mạng xã hội đã nhắc lại lời dự ngôn của một cụ bà, người được cho rằng đã nghe được những lời chỉ định từ Chúa về thảm họa sẽ xảy ra trong năm 2023. Trước đó, vào năm 1968, cụ bà gần 90 tuổi người Na Uy là một tín đồ cơ đốc sùng đạo, đã nói với giáo sĩ truyền giáo Emmanuel Minus rằng Chúa đã chỉ cho bà nhìn thấy 4 giai đoạn mà nhân loại sẽ trải qua trước ngày tận thế. 4 giai đoạn trước ngày tận thế. Trong giai đoạn đầu tiên, Chúa Giê-xu giáng thế khi thế chiến thứ 3 bùng nổ. Trong giai đoạn này, con người sẽ được trải qua những hạnh phúc chưa từng có. Cụ thể là giá trị cổ phiếu của các nước phương Đông và phương Tây tăng vọt. Giữa các quốc gia phương Đông và phương Tây sẽ có sự hòa bình và ổn định trong thời gian dài. Nhưng đằng sau sự hài hòa này là những làn sóng đen tối. Sau đó đến giai đoạn thứ 2, lúc này niềm tin của con người bắt đầu sụp đổ. Lòng tham con người sẽ đạt đến cực đại, thậm chí một số người không còn phân biệt đúng sai mà bất chấp tất cả, hành động mù quáng chỉ để thỏa mãn lòng tham. Một số ngành công nghiệp giải trí sẽ đóng vai trò chính trong nền công nghiệp của một số quốc gia. Thế giới sẽ bắt đầu hỗn loạn dưới sự ham muốn chinh phục của con người. Và lúc này, nhân loại sẽ bước vào giai đoạn thứ ba, nhận thức của chúng ta sẽ thay đổi. Việc này có thể nhận thấy rõ ràng khi nhìn vào giới trẻ hiện nay. Thay vì theo quan điểm truyền thống, họ sống chung với nhau như vợ chồng trước hôn nhân, hầu hết mọi người sẽ trở nên rất bốc đồng. Điều này dẫn đến một xã hội đầy bạo lực. Kết quả cuối cùng là trật tự xã hội không còn ổn định. Bất kể một tình huống nhỏ nào cũng sẽ dần trở nên nghiêm trọng. Chuyện nhỏ hóa ra to. Và theo quy luật, giai đoạn thứ tư sẽ dần xuất hiện. Sẽ có một lượng lớn người dân tị nạn từ nơi khác đổ về châu Âu, bắt đầu từ Na Uy và bán đảo Navia để chạy trốn ngọn lửa chiến tranh. Nhưng điều không thể ngờ rằng châu Âu sẽ là một địa ngục khác với họ, vì dòng người tị nạn đến đã xáo trộn cuộc sống thường ngày của người dân địa phương, nên mọi người sẽ bắt đầu trở nên ghét họ. Và như lời tiên tri của bà lão, sự xúi giục của một siêu cường quốc và một quốc gia nhỏ khác không được chú ý đến lại là khởi nguồn của thế chiến thứ ba. Chỉ những quốc gia có tiến bộ khoa học kỹ thuật và vũ khí sẽ có lợi ích trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, những vũ khí hiện đại sẽ để lại một thảm họa lớn cho nhân loại, do sức hủy diệt của chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn thế giới. Đất đai và nguồn nước đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng sẽ xảy ra. Đáng sợ hơn là có thể ngay cả nguồn không khí của chúng ta hít thở hàng ngày cũng chứa đầy những chất độc hại. Những ảnh hưởng tiêu cực này cuối cùng sẽ khiến dịch bệnh lây lan, cả nhân loại sẽ phải diệt vong. Lần này, cuộc khủng hoảng sẽ diễn biến rất nhanh, nhân loại sẽ phải chật vật tìm cách tồn tại. Các quốc gia tiên tiến sẽ làm mọi thứ để chuyển mối đe dọa này sang một hướng khác, thậm chí chuyển đến một nơi khác. Nhưng điều này lại gây ra sự không hài lòng ở một số quốc gia khác, dẫn đến sự xung đột trầm trọng. Trong tình hình này, sự phát triển ở một số quốc gia sẽ đi theo hướng thụt lùi. Điều này dẫn đến nền văn minh của nhân loại sẽ quay về điểm xuất phát. Điều đáng sợ nhất là những bức xạ do vũ khí hạt nhân tạo ra sẽ bao phủ trái đất. Do đó, thế chiến thứ ba sẽ không kéo dài lâu, bởi lần này bom hạt nhân sẽ được kích nổ trực tiếp. Đây là thảm họa cuối cùng trước khi trái đất diệt vong. Sự trùng hợp từ những lời tiên tri khác. Trên thực tế,
không chỉ những lời tiên tri của bà lão. Nhiều người khác cũng dự đoán tương lai của thế giới sẽ xảy ra theo hướng này. Một người Mỹ tên Alexander Z, tự xưng là đặc vụ của cơ quan tình báo, đã công bố một đoạn clip du hành thời gian đến năm 2118. Hình ảnh trong đoạn clip này hơi mờ ảo, chỉ có một số tòa nhà kỳ lạ được nhìn thấy. Alex mô tả rằng đây là đường chân trời của 100 năm sau, nhưng trong quá trình du hành đã khiến hình ảnh bị lệch. Vì vậy, chúng ta không thể thấy rõ những gì diễn ra trong đoạn clip. Ông ấy đã nói, vào năm 1981, sau khi tham gia nhiệm vụ tối mật, ông đã phát hiện ra vô số bí mật đáng sợ. Trong đó, có việc trong tương lai, nhân loại sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Trong lời kể của Alex, người ngoài hành tinh là hoàn toàn có thật và sẽ xuất hiện ở trái đất vào giữa thế kỷ 21. Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra bởi sự khơi nguồn của hai quốc gia. Một đất nước xinh đẹp và bên kia là một đất nước nhỏ mà chúng ta không thể ngờ được. Ngoại trừ hai lời tiên tri nói trên, một người đàn ông tự cho rằng đến từ tương lai năm 2906 mà trước đây tâm linh cuộc sống đã từng nhắc đến, cũng dự đoán rằng cuộc chiến tranh ở châu Âu sẽ trở thành thế chiến thứ ba. Đây sẽ là cuộc chiến tàn khốc cuối cùng của nhân loại. Tất cả các quốc gia trên thế giới bị tiêu diệt. Các tiểu hành tinh khác sẽ kích hoạt các vụ phun trào núi lửa, đẩy nhanh quá trình diệt vong này. Và một nhân vật quen thuộc chính là Anand, thần đồng tiên tri trẻ nhất thế giới đến từ Ấn Độ, cũng đã đề cập đến lời tiên tri của anh từ tháng 3, tình hình chiến tranh thế giới năm 2023, với sự gia tăng xung đột trong cuộc nội chiến tại Nga và tình hình chiến sự căng thẳng đang leo thang giữa Nga và Ukraine. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Giá cả của một số kim loại cơ bản ở Nga đang tăng vọt. Điều này sẽ tác động lớn đến ngành công nghiệp thế giới. Khác với dầu mỏ, chiến sự của hai quốc gia này cũng có tác động lớn đến ngành công nghiệp thực phẩm, bởi cả Nga và Ukraine đều là những quốc gia xuất khẩu lương thực nhiều nhất trên thế giới, với sản lượng hàng năm là rất lớn. Trong đó, sản lượng xuất khẩu của ngô tại Ukraine đứng thứ tư trên thế giới, chiếm đến 17% nguồn cung cấp toàn cầu. Trong khi Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, là nước có sản lượng xuất khẩu hướng dương đứng thứ hai thế giới, chiếm 27% sản lượng toàn cầu. Vì vậy, khi hai quốc gia này xung đột sẽ ảnh hưởng đến tình hình lương thực thế giới. Anand cũng dự đoán rằng chiến tranh Nga và Ukraine sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba, rất có thể sẽ diễn ra vào cuối năm 2029, đầu năm 2030, thay đổi hoàn toàn sự sống trên trái đất. Trong lịch sử, nhà vật lý học nổi tiếng người Đức Albert Einstein cũng từng nói lời cảnh báo về tương lai của trái đất. Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba sẽ sử dụng vũ khí nào, nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ tư sẽ chỉ sử dụng gậy gộc và đá. Đó cũng là mối lo của nhân loại hiện tại. Nếu một ngày nào đó trong tương lai có hai quốc gia bắt đầu xung đột, liệu họ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo? Với những tiến bộ vượt bậc về trình độ khoa học và công nghệ hiện tại, có thể trí tuệ nhân tạo sẽ là chìa khóa cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Các nhà nghiên cứu liên quan cũng đã mở nhiều cuộc hội thảo và đưa ra kết luận rằng trong tương lai, trí tuệ nhân tạo có khả năng khuyến khích con người đưa ra một số quyết định tai hại. Ví dụ, thông qua cải biến công nghệ cảm biến, tên lửa di động có thể hủy diệt tàu ngầm hạt nhân, và trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra động thái chiến tranh giữa các quốc gia. Thực tế hiện nay, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, luôn sử dụng những công cụ thông minh, những gia đình có điều kiện thậm chí sẽ mua robot để phục vụ cuộc sống. Mặc dù những con robot hiện nay chỉ có thể thực hiện một số thao tác đơn giản, chúng không có suy nghĩ của riêng mình, nhưng chưa ai dám chắc rằng trong tương lai có thể kiểm soát được sự phát triển của trí tuệ nhân tạo khi các nhà khoa học hiện nay không ngừng tìm tòi và phát triển khoa học kỹ thuật với niềm tin rằng con người sẽ chinh phục được tự nhiên. Hãy cùng chúng tôi ngẫm lại xem chúng ta đã trải qua những giai đoạn nào trong những giai đoạn mà cụ bà đã nhắc đến trong lời tiên tri mà Chúa Giêsu đã tiết lộ. Và như lời tiên tri của bà lão, sự xúi dục của một siêu cường quốc và một quốc gia nhỏ khác không được chú ý đến lại là khởi nguồn của thế chiến thứ ba. Bạn có dự đoán gì về hai quốc gia này?
đừng quên chia sẻ ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Tâm Linh Cuộc Sống một lần nữa không quên nhắc nhở bạn rằng nhất định phải giữ tâm thật tốt trong khi tìm kiếm sự khai sáng để loài người đi đến một tương lai tốt đẹp. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.